Và Sala gửi lời chào lại quý vị khán giả trên kênh Sala TV quý vị nhé. Hồi sáng nay đó quý vị thì Sala cùng với đại đoàn hành hương của chú Tám ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đó đến Mẹ Nam Hải Bạc Liêu là vào khoảng 10 giờ sáng. Và lúc đó thì đoàn đã nghỉ ngơi tại một nhà nghỉ tại Mẹ Nam Hải Bạc Liêu. Và bây giờ là tầm khoảng 4 giờ rưỡi chiều ha, gần 5 giờ thì đoàn đã chuẩn bị đi ra Quan Âm Phật Đài để viếng Mẹ Nam Hải Bạc Liêu. Và bây giờ thì Sala sẽ thu hình lại chuyến hành hương của đoàn đến với lại Quan Âm Phật Đài Bạc Liêu quý vị nhé. Và bây giờ thì Sala mời quý vị khán giả cùng đồng hành với lại Sala và đoàn hành hương của chú Tám tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đến cúng viếng và tham quan tại Quan Âm Phật Đài của phường Nhà Mát ở thành phố Bạc Liêu. Dạ đúng rồi, Mẹ Nam Hải. Nhà trọ của Sala ở lần này đó quý vị thì dường như là gần như đối diện với lại cổng tam quan của Quan Âm Phật Đài luôn. Cho nên khi mà mình bước ra đó là mình đi qua Quan Âm Phật Đài. Ở đây có một cái phương tiện đó mà quý vị nhìn thấy, đó là du lịch xe điện của một công ty du lịch. Và chiếc xe điện này thì đến Mẹ Nam Hải nhiều lần nhưng mà Sala vẫn chưa có cơ hội để trải nghiệm xe điện này. Lần này trở lại Quan Âm Phật Đài Bạc Liêu đó quý vị thì Sala thấy là có một cái thay đổi, đó là chính là con đường ở chính giữa. Mà trước đây những năm trước đây thì Sala thâu hình cho quý vị thì con đường này người ta chưa có làm đó. Mai nay thì người ta mở ra con đường ở bên phải, con đường ở giữa là người ta đang trùng tu, đang nâng cấp sửa chữa. Ở tại Mẹ Nam Hải đó thường là người ta sẽ bán dừa đó. Bán dừa, bán nước suối, đèn cầy và nhang. Một trái vậy là 20.000. Này mà là đóng cọc luôn đó. Đóng cọc là cho ống hút luôn. Cái này là mình chắc là mình cúng xong cái mình thỉnh lại, mình thỉnh lại để mình uống. Anh bảo đi cắm cuối đi mà không thấy Sala đây, chắc là quay qua thấy mất tiêu. Đặc biệt đó quý vị, ở Mẹ Nam Hải Bạc Liêu còn có tôm ngũ không nữa. Nhưng mà tôm ngũ không này á, mình đụng vô là mình bị mất tiền, tốn tiền. Thân thể vàng ngọc lắm. Ở bên phải này quý vị ơi, là quý vị sẽ nhìn thấy được những cái món ăn rất là đặc sản của miền Tây đó quý vị. Đó là năm nào thì Sala đi, Sala cũng quay cho quý vị nhìn thấy. Như là đậu phộng nè, chả hấp nè, chả đa, đúng rồi, bánh xe. Ôi, quảng cáo hay ghê á. Bánh xù xê, cốc cà na. Quảng cáo hay ghê. Bánh bò rồi đó. Lúc này là dường như là quý vị do là đi ban đêm cho nên là Sala thức nguyên một đêm trên xe, nên là cái cổ họng nó bị nó bị đàm đó quý vị, cho nên là thuyết minh nó không có hay, cái giọng mình nó sao sao ấy. Đi đường bên đây, hai đi đường bên đây. Ừ. À, bây giờ cái đường giữa là người ta cải tạo rồi. Đó là thế là người ta mở ra cho mình đi cái đường bên bên phải này. Thời gian mà dường như du khách cũng như là Phật tử, những người tín ngưỡng Phật pháp đó quý vị, đến viếng Mẹ Nam Hải Bạc Liêu đông nhất vẫn là sau 3 giờ chiều. Cứ hễ sau 3 giờ chiều là trời bắt đầu mát xuống, rồi bắt đầu từ đó cho đến tối và thậm chí là gần 12 giờ khuya đó quý vị, thì là sẽ có rất là nhiều du khách sẽ ra ngoài này để mà viếng Mẹ Nam Hải. Rồi 12 giờ ha. Ừ, ngày 12 giờ thì có rất là nhiều du khách Phật tử ra đây để mà họ cầu nguyện nè, họ đọc chú Đại Bi và đọc những cái bài kinh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tại đây khuôn viên của Quán Âm Phật Đài Bạc Liêu và pho tượng cao 11 thước, đó chính là pho tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và Sala sẽ gửi lại đôi nét về lịch sử của Mẹ Nam Hải Bạc Liêu, cũng như là những hình ảnh về đoàn hành hương của chú Tám ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý vị khán giả theo dõi trong những phút tiếp theo của video này. Ngược dòng đời thời gian. Quý khán giả của Sala TV hãy cùng với Sala trở lại vùng đất miền biển mặn Bạc Liêu của những năm trước 1975. Khi ấy thì đại đa số người dân tại khu Nhà Mát Bạc Liêu phần lớn làm nghề đánh bắt cá xa bờ. Dân làng chài mỗi lần ra khơi để trấn an tinh thần, có được niềm tin, sự hy vọng may mắn để không gặp phải mưa to sóng dữ, thì họ đều cùng nhau nguyện cầu mẹ Quan Âm gia hộ, mong có được chuyến mưu sinh bình an, tai hoa nạn khỏi. Và cũng từ đó mà dân chài nơi này đã dựng một căn nhà lá đơn sơ ở ven biển, giữa vùng bùn lầy và gừng nước bao quanh, để phụng thờ Quan Âm Bồ Tát. Thời gian cứ thế mãi trôi. Đến năm 1973, Hòa Thượng Thích Trí Đức, dưới sự chủ trương của Ban đại diện Phật giáo tỉnh Bạc Liêu, thầy đã đứng ra vận động bà con Phật tử ở khắp nơi quyên góp kinh phí xây dựng Quan Âm Phật Đài Bạc Liêu. Và trong số những nhà hảo tâm thời bấy giờ, phải kể đến sự đóng góp vô cùng to lớn của gia đình bác sĩ Nguyễn Tú Vinh. Ông là hội trưởng Hội Hồng Thập Tự của miền Nam Việt Nam. Chỉ trong 2 năm, tượng Quán Thế Âm Bồ Tát đã được dựng lên ở sát mé biển, hướng nhìn ra Biển Đông của Việt Nam. Qua những hình ảnh tư liệu đã cho thấy, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Trí Đức, là biết bao những gương mặt vui mừng, hạnh phúc lan tỏa của đông đảo bà con làng chài Nhà Mát và Phật tử ở khắp nơi, cùng nhau đến chiêm bái thánh tượng Bồ Tát đang dần dần được hoàn thiện. tượng Quan Bồ Tát cơ bản được hoàn thành vào đầu năm 1975. Tượng cao 11 m, đứng sừng sững bên bờ Biển Đông thuộc khu vực Nhà Mát, xã Hiệp Thành, nay là phường Nhà Mát của thành phố Bạc Liêu. Mặt tượng hướng ra biển. Lúc mới xây dựng, tượng đài được đặt sát mé biển. Khi thủy triều lên, nước biển tràn vào, có lúc ngập cả chân đế. Nhưng tính đến nay, do sự bồi đắp của thiên nhiên, vị trí đặt tượng Mẹ Quan Âm đã cách biển hơn 4 cây số. Tượng đài tuy giản đơn, nhưng đã tạo được nét trang nghiêm và dễ gây sự chú ý, ngưỡng mộ cho tất cả mọi người. Tượng cũng đã đáp ứng một phần lớn nhu cầu tín ngưỡng cho ngư dân ở đây, nhất là những người thường đánh bắt xa bờ. Tượng Bồ Tát còn là ngọn hải đăng cho những người đi biển. Đến năm 2004, với sự cúng dường của Phật tử gần xa, Quan Âm Phật Đài Bạc Liêu được xây dựng lại, mở rộng 25.000 m² trong diện tích 6 hectare với nhiều hạng mục được phát triển thành điểm đến du lịch tâm linh trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu. Ngoài tượng Mẹ Nam Hải nằm ở chính giữa chùa, phía bên trái còn có điện Quán Âm, dãy nhà rộng lớn được xây dựng theo lối kiến trúc chùa cổ của Việt Nam. Và hiện nay, chùa Quan Âm Phật Đài Bạc Liêu vẫn tiếp tục mở rộng các hạng mục công trình nhằm để phục vụ du khách ở khắp nơi tìm về lễ bái hàng năm. Phía bên phải tượng Mẹ Nam Hải, đối diện với điện Quán Âm là điện Địa Tạng. Trong hai điện là những bức tượng của các Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, tượng Diêm Vương. Các tượng đều sắc sảo uy nghi, trang nghiêm và rất đẹp mắt, mang đầy sự linh thiêng của Phật Pháp nhiệm màu. Vào các ngày lễ, khách thập phương, kiều bào ở nước ngoài đến chiêm bái và tham quan rất đông, nhất là vào lễ vía Quán Thế Âm trong 3 ngày, ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 âm lịch hàng năm. Ngoài ra, còn có 3 ngày vía chính của Mẹ Nam Hải Bạc Liêu, đó là ngày 22, 23, 24 tháng 3 âm lịch. Số lượng du khách có khi lên đến hàng ngàn người, và đa phần họ về đây để đảnh lễ Mẹ Nam Hải, cầu gia đạo bình an, bệnh tật được tiêu trừ, cầu mong sự may mắn và những hy vọng về sự hạnh phúc sung túc trong cuộc sống. Đó cũng là những nét truyền thống văn hóa Phật giáo của người dân Việt Nam, được lưu truyền từ nhiều thế hệ cho đến tận ngày hôm nay. Sau khi quý vị nghe Sala giới thiệu lại đôi nét về truyền thuyết của Mẹ Nam Hải Bạc Liêu, thì bây giờ Sala cùng với lại những người trong đoàn hành hương đi ra phía vườn tượng phía trước Mẹ Nam Hải Bạc Liêu, nơi có 33 hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà trước đây quý vị, Sala cũng đã đến đây để thâu hình và giới thiệu cho quý vị trong một cái video về 33 hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm ở tại Mẹ Nam Hải Bạc Liêu. Làm Quán Âm. Ồ. Đúng rồi. Như năm nay thì Sala thấy là cái danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát được in rõ lại hơn. Thanh cảnh Quán Âm. Ừ. Ở đây là Thanh cảnh Quán Âm này. Bước lên trên cái thềm luôn á, mình đi lên được cái dòng thành. Biết sao nó là xà la quay, nó vợ quay xà la lại. Bị quay lại. cuộc đời có qua có lại. Đúng rồi, đúng rồi. Sáng giờ nó nói quay nó hoài, nó bỏ đồ nghệ trong cái ba lô. Bỏ đồ nghệ trong ba lô mà không biết đúng không? Không đem lên được. Lại luôn kìa. Nó bỏ dép ra lại không? Khí thế luôn. Khí thế luôn không? Là Sala phải quay cái cảnh đó mới được đó là. Có quay rồi đó, quay vô luôn rồi. Đó là thấy tôn trọng nhất lắm rồi đó, đó là nhỏ xíu mà nó hiểu biết rồi. Hiếu tạo làm người đó con. Đi nắm lên cho. Đẹp quá. Mẹ Quan Âm đứng trên đầu rồng ha. Có hồ sen tự nhiên luôn nè, nhìn đẹp quá trời. Nhờ. Sala có quay tất cả hết trụ sự tích của các Quán Âm luôn. Đúng rồi, con có một cái clip mà con quay hết 33 tượng này, xong rồi con đọc ra từng sự tích của từng tượng luôn. Con có một cái clip đó. Ví dụ như long đầu Quán Âm và bà Vũ Hiền đó bà. Đúng rồi. Sala có quay trong này chưa? Có, con quay rồi. Thầy đó mới quay hết sau này luôn hả? Cách đây hình như là 1 năm. Đúng rồi, 1 năm con quay hết luôn, xong rồi con đọc ra từng tên, từng danh hiệu gì đó. Năm ngoái năm kia Tám cũng có đi đây rồi. Nó mới đi lần đầu. Nó đi lần đầu hả? Dạ đúng rồi. Chứ mấy người mới đi lần đầu mình đi cũng có bí, con tưởng nào đòn mình chắc đi cũng nhiều lần rồi. Không, có mấy người mới luôn á. Dạ. Tài xế con biết, tài xế này có mấy người mới á. Đi 8-9 người mới họ Sala. Là 8-9 người mới á. Chứ không đi thường dạ. Không có biết luôn. Giờ chót hổm em Sala hồi vé đó hơi còn giờ chót hơi ngồi rộng rãi cũng được. Giờ chót chiều tối cũng có người đi luôn. Là nhỏ nó cũng là người đi mà nó cũng là lần đầu tiên luôn. Cũng lần đầu tiên luôn hả? Dạ. Có duyên không? Nếu mà chị con đi là chị con cũng lần đầu tiên luôn. Bởi vì thay đổi nhỏ. Công chuyện đi không được. Thay đổi nhỏ kia vô cũng đầu tiên luôn. Tại chị của Sala cũng đi không? Rồi. Cảm ơn. Vô cái lâu chú Tám vô luôn. Kỳ nó đi hả? Chiều tối thì mưa quá trời cho nó trời chắc xe ế không có mẹ đậu đi đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn ha. Cái chủ xe cũng nói là chú Tám có duyên nên tao đi đầy đủ, nhiều khi tao cũng bỏ xe tao đi. Ở trên cô sáng mướn hoài gì? Đi tưởng sao đi có nửa xe. Mình chỉ có duyên để đi đầy xe không á. Còn 20, 15 người. Con tới rồi con thấy xe mình rước thêm một nhóm nữa, nó trời ơi full xe là ok. Đi mà mình đi hành hương mà mình đi được hết xe là quá ok. Và nói là cái sự uy tín của cái người mà tổ chức đó, nó cũng đỉnh điểm rồi. Chăm chăm. Uy tín chăm chăm. Dạ. Dạ. Đi thì la thiệt tôi cũng mừng lắm. Khi xuống bà con cảm ơn nó nắm mình trội làm như lòng chú nó hắn thở lên liền. À đúng rồi, mình chứ không được gì mình thấy nó cảm giác mình vui mà cái vui mình nó khó tả lắm. Nó vui hơn là khi mình có một cục tiền nữa. Nó vui khác lắm. Nhiều khi mấy người lớn tuổi luôn chú khỏe mạnh được rồi. Cảm ơn chú Tám, mình thấy tự nhiên không mất con người nữa, phải liền. Không phải mình đó là tự động con người ra chứ mình đâu có kêu được phải không? Đó dạ đúng rồi, tự động. Nhiều nữa là mốt cái chuyến sau nhớ nha, ta đi ta dặn mình. Nên là chú Tám này, điện thoại với Lợi rủ là ok, có thể với Sala luôn là dữ lắm, không phải mình fan thì mình cũng có duyên. Đó, mấy bà con mới đi chứ không có duyên là không chịu đi đâu. Đúng rồi, có cái duyên. Ừ. Cái thằng chủ xe cũng nói mà, Tám chủ duyên mới đi được, không có đi được đâu. Đó, con cũng quá trời rủ duyên luôn mới được đi với chú Tám. Còn nãy giờ là anh đang thâu một cái đoạn rất là tự nhiên, đó là không cần phải hỏi của cô chú. Dạ, y tá hả? Dạ. À, vậy ha, vậy Tám cũng bỏ đồ, xong rồi quen luôn. Đi Đà Lạt thì quá tuyệt vời rồi. Dạ, dạ, dạ. Hai đứa con, mẹ con cái nào nó bự bự không? Chơi với đạp đi xe, chú Tám đi xe riêng. Đúng rồi, đi nguyên chiếc xe điện đó. Dạ, mình kêu chiếc xe điện mình đi luôn đi. Dạ đúng rồi. Trời ơi, lâu lâu mình có cái khoảnh khắc này không có, trời quý lắm nha chú. Về mình coi tivi lại rồi. Tuyệt vời. Lên cái là ok luôn á. Dạ. Chương trình mệt sao có đòn đi cũng phải luôn. Đó cho nên làm cô Tám thấy không, con đi đấy, thế là con quay vậy nè, đâu có ai thấy con đâu. Bởi vì có nhiều người nói sao ít thấy con, nghe giọng không à. Bữa nó có đi vô miền Trung trúng hay luôn 4774 luôn mà tao lúc tao hỏi mày á, có đi miền Trung rồi đấy không? Giờ là mình cúng mẹ Nam Hải xong rồi đó. Giờ mình đi ra theo cái lịch trình tiếp theo của nhóm hành hương. Bây giờ chỉ còn cái nhóm thôi. Đoàn thì bây giờ là chia ra hết rồi quý vị. Bây giờ là chỉ còn một nhóm. Đó là chú Tám sẽ thuê một chiếc xe điện. Rồi cùng với lại Sala nè, đi ra chợ mua hải sản để tối đêm nay mình sẽ có một cái gọi là một cái party. Party nho nhỏ. Nghe đâu thì mọi người sẽ phô diễn cái giọng hát của mình đêm nay. Là những ca sĩ của Phạm Văn Hai, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh quý vị ạ. Không, có những cô như thế đó nhưng mà vẫn cái tâm nguyện đi chùa nha. Đó, đi được chùa là như là phước và hạnh phúc lắm. Dạ. Tái ra rồi. Dạ. Lúc trước con xuống đây á, thì con cũng nghe đâu là nhà dân á, cũng giải tỏa luôn. Chùa này người ta giải tỏa để sau này người ta mở rộng ra thêm. Người ta còn cắt những cái nhà giống như là nhà người ta đón khách á, nghỉ qua đêm luôn. Con nghe đâu người ta làm vậy đó. Những cái nhà mà mình tới đó mình ngủ được cái đó, nó ngủ miễn phí đó con. đó, rồi nhà ăn, rồi người ta sẽ phát cơm chay này nọ. Trong chùa này sau này rất là lớn, toàn bộ khuôn viên này hết. Chú Tám mua số Đà Lạt, để con lại con cũng cầu mai nên nắm vé nào đây? Quá trời luôn rồi, mua hàng cặp coi, mua hàng mười trời ơi. Ủa con là con tính mua mà chú mua thêm đi, cho mua 5 vé cho con 2 vé rồi. À, lần nào cũng vậy, hỏi tính lại mua vé số rồi chú Tám lại đưa. Giữ giùm anh nữa. Bảo. Ôi lại có Bảo nữa hả? Trời ơi. Tuyệt vời quá. Nhớ chứ. Trời ơi, nói đứa quay pin nó kìa, Bảo lấy đi. Tuyệt vời. Quý vị ơi, có những thứ mà nó vui hơn là chữ vui, đó là được tặng vé số. Bán như Đạt rồi, bán vé số thiệt á cô. Con tưởng cô nói hôm qua là cô nói đùa thôi. Bán thiệt, bán vòng vòng chỗ Kinh Na đó. Ủa bán vòng vòng Kinh Na vậy hả? Ừ. Xong nó giỏi quá hả? Dạ nó mướn trong chỗ Phật Cô Đơn á. À. Nó quê ở đâu cô? Quê ở Trà Vinh á. Trà Vinh. À. Nhưng mà nó là người Việt, mình chứ không phải người Khmer. Người Việt. Trà Vinh nhưng mà người Việt ha. Trời ơi. Bán số nào vợ Kinh Na lâu rồi. Chục năm nay rồi đó. Hiền lắm, chưa có gia đình. Hả? Sống dài đây. Thì ở trong chỗ mướn nhà trọ thì có mẹ nói với em, hai ba đứa em chưa có gia đình. Hai ba đứa em sống với mẹ. À, hiểu ha. Ba thì còn ở quê. Chưa có gia đình, giỏi lắm. Số vòng ở đó rồi phụ dọn dẹp mấy người bán cho chị của con nhỏ nó cũng bò bán cơm tắm chỗ đó đó. Dạ. Dọn dẹp cơm nước đó rồi về. Năm sau nó đi Thái Lan rồi đó. Hồi sáng thấy có cái bách bo gì kìa. Bo là tập trung ở China, bên quán cà phê đó. Bãi đèo năm này nhận là bách bo cho người ta đổi bách bo. Là cô có đi chung với đại Đạt không? Chưa có đi, hồi bữa hổm là nói đăng ký đó, đi mùa dịch là đi tiền đó. À vậy ha. Bo Thái Lan là người đóng 6 triệu. Hai chồng chú Tám rồi Đạt cũng lại hai chồng với cháu nữa. Dạ. Xong rồi cái mùa dịch xong tiền luôn. Mới làm to chưa đi kiếm nào hết. Và bây giờ đó quý vị thì một khoảng thời gian đi bộ cũng ra lại trở lại cổng của Quan Âm Phật Đài. Bây giờ là bắt đầu mình sẽ chuyển sang một cái chương trình. Cái chương trình đó là mình sẽ đi mua hải sản quý vị. Đúng rồi, cổng chùa thường thường có cái năm là cái năm người ta xây lên á, người ta sẽ để lại. Và quý vị ơi, bây giờ thì đi ra ngoài cổng của Quan Âm Phật Đài, và chú Tám đã thuê một chiếc xe, là xe điện đó quý vị. Vừa rồi mà Sala nói là không biết là chừng nào mình được đi. Cho là Sala được ngồi trên ngồi đây để quay phim ha. Đây quý vị ơi, chiếc xe điện ở tại Mẹ Nam Hải Bạc Liêu. Đây là lần đầu tiên mà Sala được đi xe điện này, nhờ đi chung với lại chú Tám. Chú Tám lên kịp. Đây quý vị ơi, ngồi cái chú Tám nè. Chú Tám đi mấy chuyến Mẹ Nam Hải rồi chú Tám nhớ không? Chở 5 chuyến. 5 chuyến hả? 5 chuyến. Dạ. 5 chuyến là kể từ cái ngày đầu tiên mình đi tới bây giờ là 5 chuyến. Dạ. À, chuyến nào là chú cũng tổ chức cho mọi người cùng đi hay sao? Dạ, chuyến nào chú cũng tổ chức cho mọi người cùng đi hết. Dạ. À, lại tại vì mình cũng có duyên với Phật. Niềm ước muốn của chú và chồng chú là được như vậy. Nay dạ. đã thành sự thật chứ con cái thì nó cũng thành đạt hết rồi. Đó, giờ chị chồng chú bắt buôn bán hay dành dụm giúp chú có số tiền chút đỉnh đặng tổ chức cho bà con đi, đó là niềm vinh hạnh của vợ chồng tôi rồi. Dạ. Cái cơ duyên nào mà lần đầu mà chú nghĩ đến việc là chú sẽ tổ chức xe hành hương để mà tặng vé cho mọi người đi như vậy? Cái ý tưởng đó là từ đâu chú? Tại vì ý tưởng đó là trong lòng của chú, cái lòng dạ. chân thành thiệt tình là muốn mình làm được cái việc gì, phải không? Dạ. Đó, cho bà con. Hai nữa là mình xe duyên cùng bà con đi đoàn xe cho cảm giác đó, thích thú vui vẻ. Dạ. Trước là mình về hướng về tâm linh Phật, phải không? Dạ. Sau là cho đoàn xe được đi vui vẻ, bình an. Nhiều người cũng tổ chức nhưng mà mỗi người thì tổ chức theo một kiểu khác nhau. Và chú thường là tôi tổ chức như vậy là những người quen hay là do người này kia giới thiệu? Chút đa phần là người quen hay người gia đình của mình hết. Gia đình tự chú tự tình nguyện tổ chức chứ không ai vậy đó, nhưng mà người đi hành hương là người ngoài nhiều. Gia đình chú là cũng như chừng có 2-3 người thôi, chỉ lắm 4 người, còn như là người ngoài xóm với ngoài chỗ mình mà ăn á. Dạ. Rủ bà con đi. Dạ. Rồi sau mỗi chuyến như vậy á, hỏi thiệt ha, khi mà chú Tám tổ chức hành hương mà theo lối từ thiện như vậy á, thì khi mà mình về mình thấy mình làm ăn sao chú? Theo chú quan niệm á, về dạ. mà ăn là mình đã là hướng về tâm linh Phật. Dạ. Thì về những điều mà mình không nghĩ tới, nhưng mà anh hồi chuyện tới rồi mới đúng là cái đó là mình có lòng. Tại vì đó là mình làm trước mình mới hưởng sau, không phải là dạ. chú nói là mình nghĩ vậy, nhưng mà nhiều cái chuyện rủi ro mình có thể là tới cái chuyện xui xẻo mà mình được tai qua nạn khỏi hết, là như vậy, vượt qua hết là như dạ. vậy. Nên tâm linh mình thức dậy mình là hạnh phúc lắm rồi. Dạ. Cảm ơn chú Tám đã dành cho Sala cũng như là quý vị khán giả của kênh Sala TV chia sẻ được những điều mà chú Tám làm từ trước đến giờ. Cũng đã 5 chuyến rồi và chuyến này là chuyến thứ 5 ha. Sala đã hữu duyên đi cùng với lại chú Tám. Và tiếp theo thì Sala xin mời quý vị cùng theo dõi chuyến hành trình đi mua hải sản của đoàn hành hương chú Tám quý vị nhé. Ê, phải đi xuống chứ để chú chạy cái nữa chở đi nữa. Thôi anh muốn đi Thái Lan với em kìa. Em trúng thì em dắt anh đi Thái Lan đi. Chốt đơn luôn hả? Chốt đơn Thái Lan. Ở đây là cua, cua, mực, bạch tuộc, tôm tích. Đâu 200 còn trong đây cũng 200, trong ruộng cũng 200. Dạ, trứng cá ngát luôn, rồi có cá ngát nguyên con luôn. Cua như vậy là 200 kg. Mà nhỏ trong đây cũng vẫn 200, nhưng mà chất lượng cứ cầm con cua coi đi, còn con kia 120 kg à. Ở đây hình như là anh thấy người ta bán cái size cua giống như ở Bà Rịa bữa đó, cũng là nhỏ lớn người ta cũng bán giá đó. Cua này có gạch nhỏ nhóc luôn nè, to thử. Này nhiêu ký cô? Mực cá cậu 120. 120. Này là bạch tuộc phải không? Dạ. Teo. Còn đó là trứng cá gì ạ? Hay là mua để có phải trứng cá không? Coi đi, muốn mua coi đi, chừng nào qua được mua. Cứ coi đi, nhưng mà em bao đàn tại của em nào kia. Đi để đi vòng sao làm mua hết. Để đi vòng rồi. Không sao đâu. Ở đây có con sam nữa kìa. Đúng rồi, cá mập á. Cá mập. Sam. Ốc. Cá. Cái đuối rồi đó em, không? Không, cái đuối gì Ờ, đúng rồi nè. Ở đây có một cái đặc sản đó là ba khía. Bán ba khía nhiều lắm. Em đi với trời ơi, con nổi luôn. Đánh một cái chón dán mặt mày. Không, như vậy là nhẹ, có nghĩa là dỗ vậy là nhẹ đó. Là bây giờ là anh cũng mập mạp lên đó. Thôi chú mà còn xương không quýnh cái không biết sao luôn. Đó quý vị ơi, Sala đang đi vào một cái khu chợ gọi là cái vựa cá, vựa hải sản đó quý vị. Ở đây có tôm khô nữa nè. Nhờ đi chung với đại Đoàn Chú Tám mà mình mới có dịp mình đi vào trong chợ hải sản của Bạc Liêu nè, ở Nhà Mát Bạc Liêu, mực trứng. Chợ luôn. Mình đi Bạc Liêu nhiều mà mình không có tới đây, tại vì mình đâu có đi mua, mình đâu có đi chợ đâu. Bữa nay đi chợ với chú nè. Nghêu với cua. Nghêu với cua hả? Thưa ốc đi. Đúng rồi. Hay là mình đi xuống tới dưới xong rồi bắt đầu mình dòng lên lại ha, rồi bắt đầu mình hãy mua cũng được. Có nghĩa là mình đi tham quan đó. Đi tham quan cho biết cái quầy này họ bán như thế nào, chủ yếu là mình nhìn vô hải sản có tươi ngon hay không á. Cái nơi nào mà mình thấy mình kết, gọi là kết mua đình. Mình kết xong rồi mình sẽ mua ở đó. Lâu lâu Sala chuyển đổi đề tài một tí nha quý vị. Thâu những cảnh chùa thanh tịnh, nhưng mà hôm nay thì mình vào rồi, đi với đoàn hành hương cho nên mình vào chợ, mình thâu luôn cái cảnh chợ nhộn nhịp buôn bán sầm uất như thế này để gửi đến quý vị khán giả có những cái giây phút mà mình hòa mình vào cái chuyến đi của đoàn hành hương quý vị nhé. Ừ. 350. Có chỗ 200 nhưng mà tiền nào có nấy, cua nó gặp nó bao ăn nó khác. Cái con nhỏ là gà tày luôn. Mấy con mực thì nó bớt hả? Ở đây cô bán cũng ngon. Con này không bự. Đây là bên này hả? Ở đây mình thấy con nào cũng tròn trịa, đầy đặn. Đó, tuy thích cũng có cho mọi mua, còn đây mua ở đây mua. Do lên nhân đâu quay được không? Bự nhất luôn hả? Đó, cái xài bên kia là cũng lớn lắm luôn á. Đó là em cầm lên rồi em phải giới thiệu đây là con gì, sinh sống ở đâu, giới thiệu sơ nét về sinh vật học. Sinh học ha. Nguồn gốc xuất xứ. Con này bao gạch lên, nó gạch đĩa thấp gạch để ham thử. Đúng rồi, em đâu có ham gà, em coi. Đó, quá trời to luôn trời. Nó dãy đuôi. Có gạch mà nó được nhiều. Một con gì nửa ký không ha, con đó ha. Mình thấy hai cái càng của nó là quá trời to luôn. Con nó 7 lạng đó. Đúng rồi. Con 7 lạng vô dây là ký đó. Đúng rồi. Đâu có dây đâu. Con nó 7 lạng khác chứ đâu phải ăn cua đâu. 7 lạng nó 7 lạng con nó 7 lạng. Con này mẹ nó hết cũng hết 1 ký rồi. Con nó 7 lạng. Đâu được nhiều đâu. Con lỡ chia đều ăn được rồi. Lỡ lỡ để con bắt cho, gặp nó bắt gặp cho. Ok luôn. Lỡ lỡ chia đều. 3 ký đây hả? 3 ký chịu được không? 2,5 rưỡi cho triệu mấy là? Triệu 50.000, bớt 50.000 ok không? Làm tiền thì làm, tưởng làm thì đi. Rồi chơi. Dễ không? Bớt 50.000 là anh này là ảnh chơi liền nha. Lấy được làm bằng nha. Không ăn qua đó mà sướng. Đặng nên nó chả dính. Lỡ có lỡ bớt giùm tôi đi, tôi cũng lỡ hết được. Chả dính. Thôi đi, thôi đi. Lấy chưa? Bao lửa đi, bao lửa đi. Đừng nói để mà không là con phiền rồi, để người ta đi thường nữa năm nào cũng đi đó. Năm nào cũng đi để mà. Ủa anh. Người ta tay nghề cứng. Ủa mà mình nhìn sao mình biết cua gạch với cua thịt ha? À lấy cái muỗng nó vàng nhiều quá nó đen rồi. Ức mà trắng quá không có thấy ngon. À có gạch ha. Viên cứng. Ức sẽ là bóp nó cứng mới ngon. Nó mềm rồi, nước cái độ. Cái ức là cái này, cái ức mà ở bóp cứng là bóp nó cứng là càng cứng là càng ngon. Lâu lâu mình chia sẻ được cái kinh nghiệm bán cua, mua cua. Cái này là cua chắc là cua thịt. Cua chắc thịt. Hai bên này là cứng. Cứng ha. Này cho không? Đây. Lấy cái này luôn đi. Con này nó mềm, không cứng, thịt không ngon. Thịt là mình ăn vô nó bở bở. Đúng rồi. Thịt chắc được rồi. Cho con nhỏ đi, lấy con nhỏ kia luôn đi. Bên kia cũng được nữa. Cho chẳng 3 kg đi, trời con nhỏ bên đây được. 2,98 mà đâu được, còn 2 gram nữa. Không còn nhiêu tính nhiêu. 2 gram nữa không được. Nhiêu tính nhiêu á. Con gần 200 gram đó. Con cái thôi, con thôi. Dạ, ba chú bác dạ, con 144 em tính tiền bây giờ bớt cái rồi, ok. 298 đi. 298 là chú chú tài anh. 2 triệu á, rồi đi đưa 5 ngàn nữa. Rồi, thôi, chạy lấy luôn, chạy lấy luôn, rồi đi. Rồi, chạy đi, ok. Rồi, sao? Cua. Cầm đi, cầm được không? Về ăn liền. Đi bán lụt á. Đi bánh luộc bánh chùa luôn á. Chuột bánh chùa luôn. Rồi rồi chắc rồi chơi nha. Rồi. Nghe luôn. Rồi mình tiếp tục. Có cái thùng ướp nước đá luôn. Đó, cái thùng nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Cua gạch này đặc sản của nó là mình nấu bánh canh cua. Bánh canh cua. À. Bánh cua là cái gạch của nó là mình nấu á là bỏ dầu mặn. Dầu mè. Mình bỏ cái gạch vô là nó sẽ sệt cái nước ha. Cái màu của nó màu vàng. Ngon lắm các bạn, tươi ngon hơn cái bỏ dầu mặn. Dạ. Dạ. Muối không? Dạ sống 80 kg coi. Trả giá chứ còn chuyện bán người ta nữa. Nghêu, cái này là nghêu. Dạ, sầu huyết trong này. Ao. Ao 40. Sáng sớm mà sáng mình mua xong xuôi mình đi về luôn. Dạ. Đổ xuống dưới đi, 70.000 đi. Dừng nhỏ xíu à. Dạ. Con này con ba khía nè. Ba khía đó. Cái này người ta có bán khô. Khô gì hả? Khô gì? Có đường mà chưa chỗ chỗ mình đi Mẹ Nam Hải. Ngọt ngọt. Rồi lấy 2 kg nhiêu đi. Cả 50 không bán. Lo tiền ít quá mà không chịu bán, 60 không bán. 60 mới bán hả? Sau khi mua hải sản xong đó quý vị, mua tôm nè, mua nghêu, mua sò huyết thì gọi điện thoại cho chú tài xế xe điện, chú tới bây giờ đoàn của Sala quay trở về nhà nghỉ quý vị ạ. Rồi sau đó nhờ nhà nghỉ làm chế biến những cái món ăn, dạ để con lên những cái món hải sản, rồi tối nay sẽ có một cái party. Được không chú? Rồi, okay. Để đi cho vui mà lâu đi về tôi cũng thích thôi chứ.